Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp và làm món trứng gà ngâm tương nha. Cực kỳ ngon và màu sắc hương thơm hấp dẫn. Món này làm thì rất là đơn giản, mình có thể làm và để ăn dần. Cách làm như thế nào thì bây giờ mời các bạn vào bếp cùng Thanh nha. Nguyên liệu và hình ảnh thì mình có để ở cuối video hoặc ở dưới phần mô tả. Đầu tiên thì mình sẽ đi luộc trứng nha. Mình sẽ cho trứng vào từ từ, nhẹ nhàng thôi ha. Rồi mình cho một ít muối vào luôn. Rồi mình sẽ dùng đũa xoay tròn như thế này để lòng đỏ nằm ở giữa nha. Bạn lưu ý là trứng trước khi mà mình luộc thì mình phải để ra ngoài nhiệt độ phòng khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ cho trứng thật là nguội. Nếu bạn để trứng lạnh mà luộc ngay á thì trứng sẽ rất là dễ bể, do là bị thay đổi đột ngột nhiệt độ đó bạn. Mình canh đúng 8 phút thì mình sẽ vớt ra thau nước lạnh luôn nha. Nếu bạn muốn trứng lòng đào của mình chảy hơn thì sẽ để 6 phút thôi. Trong lúc mà chờ cho trứng nguội thì mình sẽ nấu sốt luôn nha. Mình cho vào đây 4 muỗng canh đường, 300ml nước tương. Bạn sẽ khuấy đều lên cho hòa tan hỗn hợp. Rồi mình sẽ cho thêm 350ml nước lọc. Mình nấu sôi lên rồi hớt bọt và tắt bếp để cho nguội nha. Đợi cho nước tương nguội thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu. Tỏi thì mình cắt lát ra. Hành tím thì cũng cắt mỏng ra luôn nha. Rồi mình cắt nhỏ hành ba rô. Hành tây thì mình cắt hạt lựu cho đẹp như này nè. Hành lá thì mình cắt nhuyễn. Còn ớt sừng thì mình thái lát ra ha. Sau khi mà bóc vỏ trứng xong rồi thì mình sẽ ngâm luôn ha. Mình cho hết hành lá, ớt sừng, hành tím và tỏi vào luôn, hành ba rô, hành tây. Rồi mình đổ ngập nước tương vào. Thêm một ít mè rang nữa. Vậy là chúng ta đã xong món trứng gà ngâm tương rồi nè. Rồi mình sẽ đậy nắp và để tủ lạnh ngâm trong một ngày là có thể sử dụng được rồi. Mới ngâm được một ngày mà lòng trắng trứng đã rất là thấm và chuyển sang màu nâu rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ múc ra dĩa và thưởng thức cùng với cơm cho cả nhà xem nha. Ngâm trong một ngày là để đạt được độ chuẩn nhất để thưởng thức rồi đó các bạn. Mình rắc lên một chút lá rong biển. Rồi mình cắt trứng ra làm đôi, cho lên dĩa cơm, thêm nước tương và topping cho dĩa cơm hấp dẫn nè. Trứng ngâm tương các bạn nhớ đậy nắp kín và cho vào tủ mát. Như vậy thì trứng ngâm tương của chúng ta có thể bảo quản từ 7 đến 10 ngày đó. Chúc các bạn làm thành công. Nếu thích video này thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tới nha.